Người quản và thương hiệu, một chương trình truyền hình thực tế gặp gỡ và trò chuyện với những người con ưu tú của xứ quản. Những câu chuyện xa quê hương và tại quê nhà trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Không chỉ là thương hiệu của chính cá nhân người quản mà còn là thương hiệu do chính người quản gây dựng lên ngày hôm nay. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức như thế nào đã tạo nên những giá trị vững bền, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương xứ quản nói riêng và Việt Nam nói chung. Hôm nay, mời quý khán giả cùng MC Anh Thi, người con quê hương Điện Bàn, quán quân duyên dáng Bolero 2019, gặp gỡ một tấm gương khởi nghiệp sáng tạo ở lĩnh vực quan trắc môi trường tự động. Trong thời gian hơn 10 năm phát triển, đã chiếm lĩnh 60% thị phần khách hàng trong nước và nay đang dần phủ rộng vươn tầm thị trường quốc tế. Chúng ta cùng tìm hiểu nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Doanh nhân Nguyễn Hoài Thi, sinh năm 1981, lớn lên tại quê hương xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt An Group, chuyên tư vấn và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động về nước thải và khí thải, giám sát môi trường. Tốt nghiệp khoa tự động hóa Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004, với điểm luận văn 9,5, Nguyễn Hoài Thi đã quân về một công ty công nghệ với mức thu nhập 1,8 triệu đồng một tháng. Nhận thấy lương không đủ sống nơi chốn phồn hoa, anh nhảy việc sang làm nhân viên kinh doanh và phát huy được nhiều năng lực. Tháng 12 năm 2010, công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An ra đời có số vốn 200 triệu đồng với thế mạnh là giải các bài toán về quan trắc môi trường tự động liên tục và về công cụ phần mềm giám sát, điều khiển trên nền tảng web và thiết bị di động mobile. Nhận thấy lĩnh vực này trên thị trường Việt Nam chưa có công ty nào thực sự làm hài lòng khách hàng cả phần cứng và phần mềm nên Việt An đã chọn hướng đi đúng và thuận lợi. Năm 2016, Việt An Group trúng thầu 4 container giá trị gần 10 tỷ đồng, cung cấp máy phân tích môi trường tự động với 14 thông số đo cùng lúc cho nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, đưa doanh số cả năm lên gần 180 tỷ đồng, doanh thu 120 tỷ và cứ thế doanh số cứ ổn định hàng trăm tỷ qua mỗi năm phát triển. Đến nay, sau hơn 10 năm thành lập, Việt An Group đã tuyển dụng và làm việc với hơn 1.000 nhân viên, chưa nợ lương ngày nào và không ngừng sáng tạo với tham vọng phủ sóng trên nhiều thị trường quốc tế. Anh Thi xin kính chào quý vị khán giả và kính thưa quý vị, ngồi cạnh anh Thi lúc này chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Tổng Giám đốc của Việt An Group, anh Nguyễn Hoài Thi, và xin mời anh sẽ có một lời chào gửi đến với khán giả truyền hình. Xin chào anh Thi, xin chào quý khán giả tại truyền hình Quảng Nam đang xem cái chương trình Người quản và thương hiệu. Và kính thưa quý vị, có thể nói là ngày hôm nay là một buổi gặp gỡ rất là thú vị khi là một cái buổi trò chuyện giữa song Thi, đúng không anh? Cả anh Hoài Thi và anh Thi. Rất vui vì điều này. Và anh ơi, khoảng thời gian mà anh đi học rồi anh xa quê hương thì nó như thế nào? Sài Gòn là một cái nơi mà nó làm cho cái con người của mình nó rất là năng động. Rất là cảm ơn cái mảnh đất Sài Gòn nữa. Đó là mảnh đất mà giúp nuôi dưỡng và làm cho mình trưởng thành hơn. Em cũng được biết là khi mà học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh thì anh đã học trường Bách khoa và chuyên ngành của anh là chuyên ngành tự động hóa, đúng không anh? Vậy thì với cái chuyên ngành đó và trong cái khoảng thời gian sinh viên với một người rất là năng động và tài hoa như thế này thì chắc hẳn là anh cũng sẽ tham gia rất là nhiều những cái hoạt động, những cái cuộc thi về công nghệ, đúng không ạ? 2004 ấy. Dạ. Đó thì có một cái chương trình gọi là chương trình Robocon, nghĩa là Robocontact. Chương trình rất là nổi tiếng ở thời điểm đó. Đúng rồi. Là các cái trường đại học cử các cái đội và thi đấu với nhau để chọn ra 32 đội để mà vào thi đấu giải toàn quốc, giống như là đá World Cup vậy. Đó, và sau đó thì chọn một đội vô địch để mà thi đấu với các đội ở các cái nước khác ở khu vực mà châu Á Thái Bình Dương. Anh Thi cũng được biết là anh tốt nghiệp với một cái điểm luận văn khá là cao. Thì chắc chắn là với tài năng như vậy thì sẽ có rất nhiều những cái cánh cổng của những nhà tuyển dụng chào mời mình với những cái thu nhập cao. Nhưng có vẻ như anh lại chọn một cái nơi làm việc với một cái thu nhập mình khiêm tốn hơn một xíu. Và được biết là sau đó anh còn chuyển hướng sang kinh doanh nữa. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này không anh? Luận văn tốt nghiệp á, là một cái sự đầu tư rất là lớn. Mà đáng lý cái luận văn đấy là phải hai người làm thì mình có một mình làm thôi. Và làm từ phần cứng đến phần mềm. Và sau này mình phát hiện thấy rằng là đó là một cái điểm tựa rất là chắc sau khi mà sau này mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Ngay chính vì vậy nên là khi mà ra trường thì thực sự ra nó là cạnh tranh rất là lớn và không dễ gì xin việc đâu. Mình xin vào làm việc cho công ty đầu tiên thì mình phải mang cả cái cuốn luận văn tốt nghiệp để mình tới mình chứng minh cho cái người mà tuyển mình đó rằng là đây em có thể làm được những cái việc này. Đó thì là khi đó là ảnh nhận mình ngay.
Cái đề tài lúc đấy là điều khiển và giám sát nhà, nhà ở. Yeah. Giống như bây giờ người ta hay gọi là smart home á. Rất là thú vị là mình làm từ phần cứng rồi mình lập trình phần mềm. Mà hồi đấy nó không có internet giống như mình bây giờ. Nó quay số qua modem á. Nên là nó rất là chậm. Nhưng mà đó lại là một cái nền tảng và nó giống như là theo mình, giống như một cái nghiệp vậy. Sau này tất cả hiện nay chẳng hạn với những cái giải pháp của Việt An nó cũng xoay quanh những cái điều này. Mình tâm niệm rằng là những cái việc gì mà vào tay mình nó phải rất là perfect á, như là nó hoàn hảo. Đó nên là gần như là mình cố gắng làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất có thể. Đi làm đâu đấy được khoảng 10 tháng. Yeah. Mức lương này có 1.8 triệu mà. Yeah. Mà cứ tới nửa tháng á thì phải xin ứng lương tại vì không có đủ tiền để sống. Thế thì mình làm khoảng thời gian cái mình thấy là thôi không được rồi, cái mình chuyển qua làm kinh doanh. Chuyển qua làm kinh doanh là tại vì rằng là lương thấp. Yeah. Đó, chứ không phải là chuyển qua làm kinh doanh là tại vì thích làm kinh doanh đâu. Kinh doanh lại chính là cái ngành nghề mà mình có thể thể hiện được một cách tốt nhất. Đó. Và lại một cái sự khó khăn nữa cơ. Hồi đấy là công ty thứ nhì á, và công ty cuối cùng mình làm á, là mình làm đó được gần 6 năm, nghĩa là 5 năm rưỡi. Thì họ giao cho mình phát triển kinh doanh một cái sản phẩm mà mình phân tích cái chất lượng của nước này. Dạ. Ví dụ như là pH, độ đục, lo dư. Và cái thời đấy á, là cái đó nó rất là khó bán tại vì phải là gọi là educate thị trường á. Đó là như là mình phải nói cho khách hàng biết và mình tốn rất là nhiều công sức để làm cái chuyện đấy. Và không có ai muốn làm hết. Và chỉ khi đó có mình xung phong mình làm. Và đó nó cũng tạo cho mình một cái nghề mà nó rất là đặc thù và không có ai làm cái nghề đó giỏi hơn mình. Tại vì là mình đã tích lũy một cái lượng kiến thức, một cái trải nghiệm rất là lớn trong vòng 5 năm rưỡi. Anh Thi cảm thấy đây là một cái điều nó rất là mới mẻ. Mà nhất là 10 năm về trước đúng không anh? Thì là một khoảng thời gian rất là xa. Và đúng là mỗi một cái câu chuyện khởi nghiệp nó đều có một cái lịch sử riêng của nó. Vậy thì lúc mà anh khởi nghiệp anh còn nhớ là cái số vốn mình khởi nghiệp nó như thế nào không? Hồi đấy khởi nghiệp là có 2 người à. Yeah. Thì mình mới nói cái bạn mà làm cùng là bây giờ là 100% thì bạn cứ chọn đi. Thì bạn ấy chọn là 30% và mình 70%. Và với tổng cái số vốn hai anh em góp vào là 200 triệu. Có nghĩa là mình 140 triệu, bạn thì 60 triệu. Và trong vòng 8 năm liên tiếp đó là cuối 2010 cho đến 2018 đó, là gần như là công ty dùng vốn tự có thôi. Có nghĩa là cũng với số tiền đó rồi cũng tích lũy dần dần xây lên. Cũng không đi vay, tại vì đâu có tài sản đâu vay. Và mình khởi nghiệp số vốn, tổng số vốn là 200 triệu. Với một cái số vốn khởi nghiệp anh Thi nghĩ là nó cũng không quá là nhiều. Nhưng mà ở thời điểm đó thì đó cũng là tất cả những cái gì mà anh đã đặt tâm huyết vào đó. 200 triệu. Cho đến ngày hôm nay thì những thành quả mà Việt An Group đạt được đã lên con số 100 tỷ thưa quý vị. Thật đáng ngưỡng mộ phải không ạ? Và điều đặc biệt hơn thì Việt An Group ngày hôm nay cũng đã nắm 70% toàn thị phần và là một công ty rất nổi tiếng tại Việt Nam, lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực quan trắc môi trường tự động. Và chưa dừng ở đó thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi những chặng đường tiếp theo của vị doanh nhân trẻ người Quảng này ở phần tiếp theo của chương trình. Được đào tạo từ chuyên ngành tự động hóa, doanh nhân Nguyễn Hoài Thi không ngừng sáng tạo và luôn phát triển nhiều ý tưởng mới trong nghiên cứu và giải quyết vấn đề bằng công nghệ tự động. Từ đây, Việt An Group đã lập nên đội ngũ sáng tạo những phần mềm giám sát, điều khiển trên nền tảng web và thiết bị di động quan trắc môi trường tự động liên tục. Những sản phẩm được sở hữu trí tuệ độc quyền bởi Việt An không chỉ ở trong nước và còn nhiều đối tác nước ngoài quan tâm tìm đến đặt hàng. Với nền tảng vững chắc, ông chủ Nguyễn Hoài Thi đã tiếp tục phát triển thêm 3 công ty khác trực thuộc tập đoàn gồm iLotus Land, thiết kế giải pháp phần mềm giám sát hệ thống quan trắc môi trường nước khí trên nền tảng web và app, Việt An Enviro, cung cấp và lắp đặt hệ thống trạm môi trường tự động liên tục, nước thải, nước mặt, nước ngầm, khí thải, khí tượng và không khí xung quanh, Việt An Service, cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, calibration, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường online trong nhà máy và quan trắc. Tầm nhìn để lại di sản cho thế hệ mai sau, sản phẩm với giá trị và chất lượng do người Việt Nam làm nên, made in Việt Nam, lan tỏa trên toàn thế giới. Doanh nhân Nguyễn Hoài Thi ước mơ sẽ hiện thực hóa mục tiêu thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài trong một ngày không xa.
Vâng, quả là rất nhiều bứt phá đúng không quý vị? Nhất là đối với một thương hiệu của người Việt và do một người Quảng trẻ sáng lập. Và anh Thi nghĩ là với một cái quy mô như vậy và ngày càng mở rộng cũng như là tuyển thêm nhân sự thì làm sao mà nợ lương nhân viên được đúng không anh? Anh có thể chia sẻ thêm về những cái tuyển dụng của nhân viên mình cũng như là cách anh huy động họ và truyền lửa cho họ trong quá trình làm việc được không anh? Thực ra là anh vẫn hàng ngày là đi tuyển dụng. Lý do đơn giản là mình có một cái khát vọng, thế thì mình cần có những cái con người cùng chung chí hướng mình để song hành cùng, và cũng nhờ những con người đó chứ một mình cũng không làm nổi. Có một cái ước mơ rằng là một ngày nào đấy cái thương hiệu Việt của mình nó có thể vươn xa, giống như lời Bác Hồ dạy đó, không là một ngày đó mình có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Mặc dù Việt An doanh thu tầm khoảng 300-400 tỷ thôi nhưng mà cũng đã làm được cái việc đó, thế giới cũng đã biết về Việt Nam thông qua Việt An đó, và có khi mình rất là tự hào về cái chuyện đó. Và một cái điều mình tự hào thứ nhì nữa mà cũng là một cái kim chỉ nam từ lúc thành lập công ty đến giờ là mình chưa có nợ lương anh em một ngày nào. Hiện nay thì Việt An có 250 nhân viên, quỹ lương đâu đấy cũng 4 tỷ mấy rồi một tháng, như là khách hàng số 1, chỗ 2 phải là nhân viên và các đối tác. Mình đang xem mình là nhà đầu tư chứ cũng không phải là người chủ, vì tương lai công ty có thể có rất là nhiều các cái cổ đông khác và có thể là lên sàn. Và cuối cùng rồi là cái xã hội xung quanh. Và anh Thi cũng hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ tuyển dụng thêm được những cái nguồn nhân lực thật là dồi dào để cùng nhau có những cái sự định hướng và phát triển của Việt An ngày một lớn mạnh. Thì không biết là anh đã bắt đầu Việt An như thế nào để ngày hôm nay có được một Việt An trong cái lĩnh vực là quan trắc môi trường tự động thưa anh? Tháng 7 hay là 8 xảy ra cái sự kiện là Vedan xả thải ra sông Thị Vải. Cả cái xã hội người ta quan tâm đến môi trường, người ta đang quan tâm đến những điều mà các cái công ty sản xuất người ta xả thải ra, ví dụ như là nước thải hoặc là khí thải. Thì từ đó thì Bộ Tài nguyên Môi trường mới ra một cái thông tư gọi là thông tư 08/2009 và yêu cầu tất cả các cái nguồn thải lớn là trên 1.000 mét khối ngày đêm là phải lắp cái một cái hệ thống gọi là quan trắc tự động. Yeah. Đo tầm khoảng cỡ 4-5 cái chỉ tiêu thôi, kiểm soát cái mức độ ô nhiễm khi mà cái nước thải đó được thải ra môi trường. Cuối 2010 đó thì mình thành lập cái công ty Việt An này và chỉ tập trung đúng một cái lĩnh vực đó thôi, cung cấp và lắp đặt các cái hệ thống quan trắc môi trường tự động. Ngoài nước thải thì còn có khí thải, ngoài nước thải thì có là nước mình uống nè, nước trên sông nè, nước ở dưới đất, nước biển. Còn ngoài khí thải còn có không khí xung quanh mà mình hít thở này, khí tượng đó, thì hình thành nên một cái giải pháp. Tháng 4 2016 thì xảy ra một cái sự kiện môi trường rất là lớn ở Việt Nam mình, đó là sự kiện là Formosa xả thải ra biển và làm cá chết 4 tỉnh miền Trung. Lúc đấy Việt An cũng đã có một cái tiếng tăm nhất định rồi, và Việt An vào và đấu thầu và thắng. Và các bạn có thể tưởng tượng được rằng là gần như tất cả các cái trạm quan trắc nước thải ở Formosa hiện nay ở Hà Tĩnh là do công ty Việt An lắp đặt. Và Việt An đã đấu thầu và thắng các nhà thầu từ khắp nơi, ví dụ như Đài Loan hay Trung Quốc, hay kể cả những cái doanh nghiệp khác ở Việt Nam để mà cung cấp. Việt An cung cấp cho họ là 8 cái container, với mỗi container lại đo khoảng 17 cái chỉ tiêu để đảm bảo rằng là nước thải trước khi thải ra biển là đã được kiểm soát một cách tự động. Kể cả khi mình ngủ, nó cũng đang kiểm soát và nó báo thông tin cho mình biết. Mỗi một cái container như vậy là giá trị đâu hơn 10 tỷ đồng. Đó. Và chính vì vậy nên là Việt An mới mở cái văn phòng đối diện với lại Formosa luôn để mà cung cấp cái dịch vụ bảo trì bảo dưỡng 24/7 cho họ. Việt An tới thời điểm này là dẫn đầu thị trường ở đây là trên cũng gần 70%, hơn 60% đó, cái thị phần của cả nước về cái lĩnh vực và quan trắc môi trường tự động. Song song với việc mình phát triển thị trường trong nước với những nguồn đối tác rất là dồi dào như vậy, thì anh nghĩ thế nào về việc là mình sẽ định hướng ở nước ngoài cũng như là việc mình thu hút những nhà đầu tư nước ngoài hoặc những đối tác nước ngoài chẳng hạn? Bằng một cái suy nghĩ đơn giản thôi, những gì mà chúng ta có thể làm ở Việt Nam thì chắc chắn trên thế giới người ta cũng có một cái nhu cầu tương tự. Mục tiêu mở rộng phát triển kinh doanh ở nước ngoài là một cái mục tiêu mà Việt An luôn luôn đặt
vị trí trung tâm để mà từ đó có những cái định hướng phát triển nó dài hơn hơn. Có nghĩa là chiến lược Việt An là cắm cờ, nên là mình sẽ cắm những ngọn cờ Việt An ở khắp nơi trên thế giới. Cũng định hướng là sẽ phải mua một công ty của nước ngoài, từ đó mình làm lấy đó là một cái bàn đạp để mà mình có thể xuất khẩu những cái sản phẩm mình sản xuất được ra thế giới. Thì Việt An có hai cái sản phẩm, là một sản phẩm phần cứng là trạm quan trắc, sản phẩm phần mềm là cái phần mềm tên là iLotus Land. Lotus là hoa sen đó, là vùng đất của hoa sen. Thì anh Thi nghĩ là việc định hướng phát triển ở những thị trường nước ngoài thì nó sẽ là trong một vài năm tới đây thôi. Vậy thì Việt An trong mắt của anh Thi nó sẽ là một Việt An như thế nào ở tương lai? Sẽ xuất khẩu những trí tuệ của Việt Nam mình ra thế giới, cũng cho thế giới biết người Việt mình làm được những gì, đúng không? Chúng ta đều nhìn thấy được những khát vọng lớn lao trong ánh mắt của vị doanh nhân trẻ này, thưa quý vị. Và khi một đất nước phát triển thì chúng ta cũng có những sự quan tâm đặc biệt nhiều hơn đến môi trường, cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái mà chúng ta đang sống. Và anh Thi cũng được biết là anh Thi cũng có rất là nhiều những hoạt động để mà hướng đến ủng hộ và giúp đỡ những bạn trẻ, những bạn sinh viên và chắp cánh cho những ước mơ của họ. Anh có thể chia sẻ về điều này không? Thì Việt An có một cái quỹ gọi là quỹ đền đáp nối tiếp. Đền đáp là nối tiếp. Hiện nay là đang tài trợ cho nữ sinh cấp 3 nhưng mà ở miền Tây. Đó, và những bạn mà học giỏi, nếu mà có thay đổi thì phải thay đổi tư duy. Và thay đổi tư duy thì bắt đầu từ những người mà người ta chịu khó, người ta học để người ta thay đổi cuộc đời của họ. Thì từ đó là một cái tấm gương rất là sáng cho những người khác thay đổi. Mỗi một cái suất học bổng như vậy khoảng 3 triệu và hỗ trợ cho các bạn nữ sinh là cấp 3 là chính thôi. Đó. Và với một cái yêu cầu là nếu như mà sau này bạn mà có thành công thì bạn phải giúp được cho ít nhất 3 người giống như bạn. Thì cái việc đó nó trở thành một cặp số nhân và mình rất là thích làm khuyến học. Tại vì điều đó có thể thay đổi tương lai của cả một dân tộc. Và hy vọng là các bạn sẽ ngày một có những cái sự nỗ lực, cố gắng để mà có thể phát triển bản thân mình tốt hơn nữa. Vậy thì với những bạn trẻ khởi nghiệp thì anh có một cái lời khuyên nào của một người đi trước và đã thành công như ngày hôm nay về con đường khởi nghiệp để các bạn có thể nung nấu thêm những cái quyết tâm và ý chí không anh? Nên bước đi những bước chắc chắn. Bây giờ mình mới đi ra trường, mình chẳng có cái gì trong tay hết, mà mình cứ ra khởi nghiệp thì ok thì cũng được đó, nhưng mà đầu tiên mình nghĩ rằng là phải có cái nghề, thì phải thích nè, phải có khả năng, có nghĩa là trong mặt bây giờ có thể chưa có khả năng đó, nhưng mà mình phải có sự nỗ lực, có cái khả năng là giỏi nhất hoặc giỏi nhì, và cuối cùng rồi cái thứ đó nó đang tạo ra cho mình những cái điểm tựa vững chắc. Thì khi mà em có nghề rồi thì em muốn làm gì cũng được, em muốn mở công ty em muốn làm gì cũng được, tự nhiên mọi thứ nó tới. Không nhất thiết là mình mở công ty nhưng mà tiền nó sẽ tới rất là nhiều, đúng không? Là làm việc nghiêm túc và làm việc tạo ra những cái sản phẩm chất lượng, trước tiên nghĩ đến cái chuyện này chuyện nọ. Từ quỹ khuyến học của mình và từ những gì anh đang chia sẻ thì anh Thi cảm nhận được điều đó, và hy vọng là các bạn trẻ cũng sẽ cảm nhận được điều đó giống anh Thi, và đặc biệt là những bạn trẻ tại quê nhà Quảng Nam của chúng ta. Và hy vọng là biết đâu một ngày nào đó không xa thì quỹ khuyến học của mình cũng sẽ có những cái hoạt động để hướng về quê hương Quảng Nam của mình, đúng không anh? Phương châm của chương trình Quảng và Thương hiệu đó là kết nối những doanh nhân tài năng của xứ Quảng để cùng nhau có những thêm động lực để cùng phát triển và bảo vệ Tổ quốc mình. Và thưa anh, thông qua chương trình thì Nha Khoa Kim, hệ thống nha khoa hàng đầu Việt Nam, và đây cũng chính là một thương hiệu của người Quảng mình, xin được gửi tặng anh một voucher trị giá 2 triệu đồng để mình cùng trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ tại đây. Và xin mời anh ạ. Cảm ơn MC Anh Thi và Nha Khoa Kim. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình thực tế Người Quảng và Thương hiệu do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện đến đây xin được khép lại. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoài Thi, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Việt An Group đã nhận lời tham gia chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình chúng tôi, 18 giờ vào thứ Bảy tuần đầu tiên hàng tháng trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam qua vệ tinh Vinasat 2 cũng như các hạ tầng truyền dẫn khác trên toàn quốc. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website www.qrt.vn để theo dõi chương trình. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ sau. Xin chào. Nha Khoa Kim vững nội lực bật thành công.